Kính thưa ban giám khảo, vị biểu cùng toàn thể các bạn có mặt trong hội trường hôm nay, lời đầu tiên cho phép em gửi lời chào, lời kính chúc sức khỏe tới tất cả mọi người. Sau đây cho em xin phép được trình bày về dự án của chúng em. Như chúng ta biết, ở Việt Nam thì khoảng 7 triệu người khuyết tật, trong đó khoảng 3,5 triệu người không có 3,5 triệu người khuyết tật vận động chi dưới. Trong đó thì họ luôn cảm thấy khó khăn trong vấn đề đi lại hoạt động trong cuộc sống. Với mong muốn được cải thiện, nâng cao chất lượng cuộc sống của họ, hôm nay chúng em mang đến một thiết bị thông minh, một thiết bị hỗ trợ cho họ về vấn đề đi lại trong cuộc sống. Thiết bị của chúng em có khả năng đi lại, đồng thời có khả năng lấy các vật ở trên cao. Cùng với đó là khả năng massage. Giá thị trường của sản phẩm chúng em bây giờ sản xuất là 7 triệu, nhưng chúng em mong muốn trong tương lai sản phẩm chúng em sẽ là từ 3 đến 4 triệu để sản phẩm của chúng em có thể tiếp cận tới người tiêu dùng là người nông thôn hoặc những người có nền kinh tế có thu nhập thấp. Để làm được như vậy, chúng em có dự kiến là sẽ hợp tác phát triển với các doanh nghiệp chuyên sản xuất xe lăn, hỗ trợ khuyết tật để chúng em có thể tận dụng và được sự giúp đỡ từ những nguồn nhân lực có sẵn. Đồng thời chúng em sẽ kết hợp với các bệnh viện, trung tâm y tế và các trung tâm hỗ trợ khuyết tật. Chúng em sẽ có hai kênh phân phối chính, đó là B2B và B2C. Thông qua các dự án hỗ trợ khuyết tật, các công ty sản xuất xe lăn và các bệnh viện. Sản phẩm chúng em là sản phẩm đặc thù, do vậy chúng em muốn xây dựng một gói dịch vụ hoàn chỉnh để có thể cung cấp cho người dùng một trải nghiệm hết sức chuẩn vẹn. Gói dịch vụ của chúng em bao gồm, thứ nhất là trước khi mua thì khách hàng sẽ tư vấn, lựa chọn và dùng thử sản phẩm bởi các bác sĩ và kỹ thuật viên. Trong quá trình mua sản phẩm, các khách hàng sẽ được chọn sản phẩm theo catalog, sẽ có một chương trình đào tạo và fitting cho cá nhân. Sau khi mua sản phẩm thì khách hàng sẽ có gói dịch vụ tiêu chuẩn 2 năm, đồng thời khách hàng sẽ lựa chọn gói dịch vụ VIP hoặc gói dịch vụ 5 năm cùng với việc được kiểm tra và sửa chữa một cách miễn phí trong suốt quá trình bảo hành. Ngoài ra chúng em còn có chính sách trade-in, có nghĩa là khách hàng sẽ đổi sản phẩm cũ lấy sản phẩm mới, đồng thời sản phẩm khách hàng được giảm giá khi mua sản phẩm mới. Cùng với đó là sản phẩm cũ chúng em sẽ bảo trì và đưa đi và sản phẩm chúng em sẽ đưa từ thiện. Với sứ mệnh góp phần xây dựng cộng đồng lành mạnh, hạnh phúc thông qua việc cung cấp thiết bị hỗ trợ cho người khuyết tật, chúng em hướng tới trở thành một doanh nghiệp về xã hội. Cùng với đó chúng em mang tới các tiêu chí cốt lõi, thứ nhất là con người làm cốt, thứ hai là chất lượng là tốt nhất, thứ ba khách hàng là bạn, là nhà đồng hành của chúng em. Với sứ mệnh tầm nhìn đó, chúng em hướng tới kế hoạch hoạt động trong 5 năm tiếp theo. Năm 2021 chúng em hướng tới hoàn thiện sản phẩm và đăng ký bản quyền. Hai tiếp theo nữa chúng em sẽ tạo dựng thương hiệu cho sản phẩm. Cùng với đó 2 năm tiếp chúng em sẽ mong muốn xây dựng và trở thành doanh nghiệp xã hội. Với kế hoạch hoạt động trên, chúng em có một kế hoạch tài chính mong muốn và cố gắng để đạt thời điểm hoàn vốn trong vòng 24 tháng. Để làm thành công của team, chúng em xin cảm ơn các đơn vị đồng hành đã cùng chúng em trong suốt quá trình vừa qua. Cho dù sau chương trình này có thành công hay có đạt được giải không, nhưng chúng em sẽ quyết tâm làm dự án đến cùng, bởi vì chúng ta cùng chung một mái nhà lớn, cùng chung trong nước Việt Nam. Chúng em mong muốn sẽ cùng chấp cánh và cùng đem đến những ước mơ và tỏa sáng cho những con người khuyết tật để họ có niềm vui và có thể cố gắng hơn nữa trong cuộc sống. Vâng, thưa quý vị, nhóm Quốc Việt Quê có một thông điệp vô cùng tuyệt vời, cùng lớn. Hãy chung tay chấp cánh cho những ước mơ lẻ loi. Xin mời Q&A đến từ phía ban giám khảo. Alo, vâng, mình là Oanh, tôi tên là Oanh và đến từ CCIP. Trên hết là chị rất là ấn tượng, rất là chúc mừng team của các bạn.
ra hiện giờ bọn chị cũng đang rất là quan tâm đến cái việc mà cung cấp các sản phẩm và thiết bị cũng như là dịch vụ hỗ trợ cho người khuyết tật. Cho nên là cái thiết bị và cái sáng kiến này của bọn em là nó làm cho chị rất là vô cùng hào hứng. Mà nếu như sau cái buổi hôm nay thì chắc là cũng rất là mong được gặp thêm các em để trao đổi thêm. Ở đây thì chị muốn hỏi thêm về với team mình á, và cái thế mạnh của team mình cụ thể bây giờ là gì? Là công nghệ hay là bán hàng hay là sản xuất? Bây giờ mình đang muốn làm xây dựng mô hình kinh doanh dựa trên cái việc là có vẻ các bạn định làm tất từ A đến Z. Thì chị đang chưa rõ lắm là như vậy thì nó sẽ có khả thi hay không. Và cái điểm vậy mình cần xem lại xem là cái team mình mạnh nhất cái gì và đâu là cái mà bọn em mình phải đăng ký bản quyền sở hữu trí tuệ, nó là cái gì và nó có thể bị copy bởi những cái công ty khác hay không? Em xin phép em cảm ơn câu hỏi của chị ạ. Thì em xin phép trả lời là team em thì có các bộ phận thì dài đều, còn mạnh nhất của bọn em là về mảng kỹ thuật. Cụ thể là bọn em có background gì, đang là sinh viên ở đâu? Em với leader của em là hiện tại là sinh viên Bách Khoa, ở Bách Khoa trên máy. Có thể chọn máy, ok. Rồi, đấy là hai bạn kia. Em là Vân Khánh ở bên Kinh tế Quốc Sơn ạ, chuyên về mảng tài chính ạ. Em là Quỳnh Trang ạ, em là đến từ sinh viên là trường đại học Bách Khoa, em học ngành dệt may ạ. Em làm về phần kinh tế và thị trường ạ. Ok, tuyệt vời quá. Thế thì cái sản phẩm của bọn em có cái hàm lượng trí tuệ đủ cao để các em có thể đăng ký thầy trí tuệ không? Cái mà sự khác biệt của em với các sẽ đang khác là gì? Nếu như là Kiến Thường hoặc là Fana mà họ có thể là ngay lập tức họ có cả một cái nhà máy với dây chuyền sẵn rồi, họ có thể là làm cái giống tương tự như vậy thì bọn em tính sao? Cái khác biệt của sản phẩm bọn em đó là cái kết cấu để chạy được xe, tức là nếu mà có thể làm cho xe lên ấy thì nó có rất nhiều cái kết cấu khác nhau, nhưng cái kết cấu của em sẽ cho cái giá thành sản xuất thấp nhất đối với em thì bây giờ em thấy thế. Đấy là cái chỗ phần nâng ấy hả? Nâng xe hay là cho xe lên thì nó là sao? Ở phần nâng xe ấy, hiện thời bây giờ cái đấy. Ok, anh rất là ấn tượng với cả cái dự án của các bạn. Các bạn nên đẩy cái xe ra giúp phía ngoài này cho tất cả các cho mọi người cùng xem nó có được không? Mình có một cô hoa hậu mà mình lại giấu vào trong đấy là hơi phí. Dạ. Yeah. Ok. Thế anh thiết kế hai cái tay. Anh cảm ơn. Nó không sao cả, đúng không? Anh muốn hỏi là cùng một sản phẩm thế này nếu của nước ngoài họ đang bán với giá là khoảng bao nhiêu? Em có số liệu không? Hiện thời bây giờ là thứ nhất là đây là sản phẩm của em, sản phẩm mẫu thử đó, thật sự là nó không được style lắm. Nó không sao cả, đúng không? Anh nghĩ rất là tiềm năng và hoàn toàn bọn em có thể chinh phục được khách hàng không chỉ ở tại Việt Nam mà thậm chí chinh phục được khách hàng toàn cầu. Một vài gợi ý của anh, hãy làm một thứ amazing. Nó giống như Elon Musk làm cái xe Tesla, đúng không? Em ở đây. Đấy. Thì sẽ rất là fancy, rất là hay. Đấy, và marketing ý, và khi bạn làm thứ hay rồi thì bạn không cần phải marketing. Và anh nghĩ một điều nữa là rất nhiều các tổ chức một cái gợi ý khác ý, là các bạn rất nhiều các tổ chức thiện nguyện họ sẽ sẵn sàng hợp tác cùng bạn, và như vậy là bạn không cần phải lo khâu bán hàng nữa. Anh rất kỳ vọng là bạn nói rằng là cái sản phẩm của em là sản phẩm số 1 thế giới, và lúc đấy thì anh sẵn sàng đầu tư cùng em và để mang đi tặng để giúp cho những người Việt. Hoặc là, và anh nghĩ là không chỉ bên anh đâu mà chắc chắn rất nhiều các tổ chức nữa sẽ chung tay cùng bạn. Và cái ý rất hay, bởi vì chị Oanh là trung tâm hỗ trợ sáng kiến phục vụ cộng đồng, và như vậy cái này đi theo hướng cộng đồng doanh nghiệp xã hội thì chắc chắn là bọn em có thể tiến được rất là xa. Xin cảm ơn các bạn. Thì cái thời gian ít quá thôi để chúng ta cùng gặp nhau. Ok. Vâng, xin cảm ơn những câu hỏi rất hay đến từ hội đồng ban giám khảo và phần trả lời của đội thi Walk Your Way.